cô sẽ không được xét thăng chức nữa. Nhân cách của cô thì chắc chẳng thể nào thay đổi và bổ sung được đâu. Kể từ ngày hôm nay, cô chính thức bị đuổi việc. Cô kia, thiếu gì chỗ không ngồi mà cô lại đến trước cửa nhà tôi ngồi chắn cả cái mặt tiền ra thế. Ôi, chết. Tôi xin lỗi nhá, tôi chỉ ngồi đây nghỉ một tí thôi, rồi tí tôi đi luôn ạ. Một tí cũng đủ làm xấu cả cái căn nhà tôi rồi đấy. Vậy cô ơi, cô cho tôi hỏi là anh Lâm có ở nhà không ạ? Vì là hôm nay anh ấy có hẹn tôi sang để mua một ít đồng nát ạ. Anh Lâm, ngọt ngào quá nhở. Không ở nhà à? Đi chỗ khác đi. Thôi, tôi xin phép, để hôm khác tôi quay lại. Thôi, cô còn định hôm khác quay lại để ám cả nhà tôi đấy à? Mà này, tôi nói cho cô biết, từ lần sau đừng có đến đây tìm anh Lâm nữa. Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Tôi nhắc trước, kẻo tôi lại phải động tay động chân với con loại, con giáp thứ 13 bẩn thỉu như cô. Ok, xong rồi đấy. Rồi, em cảm ơn nhá. À, mà này, dạo này có anh nào chưa đấy? À, chị bảo, ở công ty của chồng chị đang có một anh cực kỳ đẹp trai, cực kỳ tài giỏi. Chị đang định làm mối anh đấy cho em đấy. Mà, ga lăng lắm. Body lại còn 6 múi nữa cơ. Này, chị đang làm mối cho em hay là làm mối cho chị đấy? Cẩn thận, không khéo ấy, chồng nó nghe thấy nó lại đuổi ra khỏi nhà đấy. Tao thách đấy. Mà theo như chị nói ấy, thì tốt như thế, khéo là Hoa đã có chậu rồi, làm gì mà đến lượt em được. Em cứ nghĩ thế, thế chả phải em cũng như thế đấy à? Mà chị nói thật nhá, nếu ai mà cũng nghĩ cứ đẹp trai, cứ xinh gái là Hoa đã có chậu hết thì có mà ế hết à? Chị dám lấy danh dự của chị ra để đảm bảo với em là cậu ấy vẫn độc thân vui tính. Nhưng mà chị ơi, ai lại cọc đi tìm trâu như thế? Chị làm như thế là em mất giá lắm ý. Mà thôi, em không ở đây nói chuyện với chị được nữa đâu, em phải về đây. Hay con bé này, chị nói thật với em nhá, vì là chị em mình là thân thiết, mối thâm tình bao nhiêu lâu nay, chị quý em lắm thì chị mới dành cái mối này cho em đấy. Bây giờ thời buổi nào rồi mà còn phải ngại cặp với cả trâu. Mình cứ chủ động dắt mũi nó thì gia đình mới hạnh phúc em ạ. Nghe chị đi, em mà bỏ lỡ cái mối này ấy, thì có mà phí của. Nhưng mà chị cũng biết tính em rồi đấy. Em chán ngấy cái bọn đàn ông rồi, toàn là vũ phu với gia trưởng thôi. Ok, thôi em về nhá. Con bé này, thế không nể mặt chị đấy à? Cô có sao không? Là cô à? Sao đây làm sao mà đi đứng thẫn thờ thế? Tôi không sao. Không có gì thì đi nhanh đi. Đứng đấy làm cái gì? Anh đi vào trong nhà đi, để một khóa cửa. Đứng ở ngoài này bụi bẩn, không khí ô nhiễm lắm. Này, đợi tôi một chút nhá. Ở yên đây đấy. Đây rồi. Rồi. Để tôi gửi tiền anh. Thôi, nhiều đây, nhầm nhò gì.
cô đi đi. Thế còn quyển sách này, thầy vẫn còn mới mà, sao lại vứt đi? Hôm trước thầy cô bảo là cô thích kinh doanh. Tôi đọc xong quyển này thấy hay, nên là tặng cho cô đấy. Sách đấy chị ta có đọc cũng chẳng hiểu cái gì đâu. Mà em không hiểu sao anh lại quen biết với cái loại người như thế này. Mà trên đời chẳng ai biết liêm sỉ cả. Bảo đi mà cứ đứng mãi. Nhiều quá đáng rồi đấy. Em nói kiểu gì đấy? Hả? Bố mẹ cho em ăn học, không phải để em nói ra những lời khó nghe như thế này với người ta. Tôi xin lỗi cô nhá. Em gái tôi còn nhỏ cho nên là chưa hiểu chuyện. Em gái á? Ừ, em gái tôi đấy. Em gái thì đã sao? Cô có nhìn lại thân phận dơ bẩn, thấp hèn của mình chưa? Chắc là cô cũng không hiểu được bốn chữ môn đăng hộ đối đâu nhở. Những người nghèo khổ thì cũng chỉ đến thế. Mơ mộng, hão huyền. Nhàn! Em muốn nói kiểu gì đấy? Em nói thế thì làm sao? Em nói thế chả có gì sai cả. Anh của em lúc nào cũng là nhất. Nhất cái gì? Hả? Anh nói cho em biết nhá. Không ai được lựa chọn quyền sinh ra cả. Em hiểu không? Em không được xúc phạm người khác như thế. Không làm việc kiếm tiền, cả buổi trưa đứng ở đây buôn chuyện, thế không là lười biếng thì là cái gì? Cũng là cái loại buồn đồng nát. Tôi buồn đồng nát thì đã làm sao? Dù không được học cao, nhưng tôi cũng có quyền được tôn trọng. Vì tôi không làm gì trái pháp luật cả. Tôi làm và hưởng đúng với công sức của mình, chứ không ỷ lại vào việc lấy chồng giàu hay lấy vợ giàu để mà trục lợi đâu. Tôi thành thật xin lỗi cô nhá. Em gái tôi từ nhỏ quen được bố mẹ nuông chiều rồi, cho nên là nó hơi bướng. Em gái của anh không chỉ đang coi thường mình tôi đâu, mà cô ấy còn đang coi thường tất cả những người dân lao động chân tay nữa đấy. Có khi sau này bố mẹ chồng già yếu cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà để mà làm ăn xin thôi. Những người nghèo khổ thường hay nói đến chuyện tương lai. Đã thế lại còn nói luôn cả chuyện tương lai của người khác nữa chứ. Như thế không được gọi là nhiều chuyện thì gọi là gì? Nhàn! Còn nữa, gia đình tôi là tập đoàn thu mua phế liệu lớn nhất cả nước, tạo ra công ăn việc làm cho hàng nghìn người. Đó là niềm tự hào của tôi và cũng là niềm tự hào của tất cả những người làm nghề buôn đồng nát. Cô không được phép sỉ nhục. Buôn đồng nát bây giờ còn có cả tập đoàn cơ đấy. Cái tập đoàn của những người nghèo khổ đấy à? Mà cô đem ra cũng không biết xấu hổ à? Nói chuyện với cô ấy chỉ thấy bẩn miệng tôi thôi. Tôi... Chị cho gọi em à? Ừ, cô ngồi đi. Cô Nhàn này, hôm nay tôi gọi cô đến đây để tuyên bố với cô một việc. Cô sẽ không được xét thăng chức nữa. Tại sao lại như vậy ạ? Có phải em đã làm sai điều gì? Chị cứ nói với em, em sẽ bổ sung ạ. Nhưng tôi nghĩ rằng nhân cách của cô thì chắc chẳng thể nào thay đổi và bổ sung được đâu. Cô thu xếp và bàn giao lại công việc đi. Kể từ ngày hôm nay, cô chính thức bị đuổi việc. Tại sao lại như vậy được ạ? Chẳng phải em vừa giúp công ty đạt gấp đôi doanh số đề ra hay sao? Và em luôn yêu quý tất cả mọi người. Có phải là có kẻ nào đã nói xấu em? Chị phải cho em một lý do chính đáng chứ. Lý do à? Lý do chính là cô đã coi thường nghề nghiệp đối tác của công ty tôi. Em có xem thường đối tác của công ty bao giờ đâu ạ? Có phải là chị có nhầm gì không chứ? Làm gì có chuyện đó được? Vậy thì tôi sẽ cho cô xem. Alo, Tuyết à? Em vào phòng gặp chị một lát nhé. Em ngồi đi. Giới thiệu với cô, đây chính là Tuyết, đối tác của công ty tôi. Cô xem có nhận ra ai không? Là chị buôn đồng nát ạ? Công ty của tôi đã thu mua lại rác thải phế liệu, tái chế và bán ra thị trường. Nếu không có những người làm nghề như Tuyết thì sao công ty của tôi có thể có chỗ đứng được? Mà hơn thế nữa, Tuyết còn là nữ chủ tịch của tập đoàn thu mua phế liệu.
chứ không phải là một nhân viên quèn như cô đâu. Và lại tôi cũng thấy anh trai của cô cũng là một người tốt bụng, tài giỏi, nên tôi mới quyết định mai mối anh ấy cho Tuyết. Và lại tôi cũng hy vọng là cô sẽ có một người chị dâu giàu có. Nhưng tôi thực sự không ngờ cô lại sớm đưa ra cái bộ mặt khinh thường và coi thường người khác như thế. Chị ơi, em biết lỗi rồi ạ. Chị cho em tiếp tục được làm việc, em sẽ cố gắng sửa đổi ạ. Rất tiếc, tôi không thể giúp cô được đâu. Chị Tuyết, chị là người lớn rộng lượng, chị bỏ qua cho em với ạ. Em hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho chị. À, còn anh Lâm nữa, chị nể mặt anh Lâm mà tha thứ cho em ạ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cô phải tự rèn luyện nhân cách cho mình. Đừng đợi đến khi người ta dạy cho một bài học đau thương rồi mới ỉ ôi xin lỗi. Lúc đấy ấy, thì cũng đã quá muộn rồi. Và lại tôi với anh Lâm nhà cô còn chưa là gì của nhau, mà tôi đã nhận nhiều quả đắng như thế này rồi. Thì sau này khi có một người em chồng như cô, tôi thật sự không dám nhận cái diễm phúc này đâu. Thôi em chào chị nhá, em còn có việc phải đi bây giờ. Chị ơi, chị ấy cho em một cơ hội, em sẽ cố gắng sửa sai ạ. Thôi, cô đừng nói thêm lời nào nữa, đừng xin xỏ gì nữa. Cô mau mau thu xếp rồi nghỉ việc đi. Thank you.